Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với PhD Chon. Thì tình cờ tôi xem được clip mấy anh nước ngoài, mấy anh ấy thi vả. Vì vậy tôi cũng muốn kiểu như là thử xem là thi vả là như nào. Chúng tôi sẽ chơi một trò chơi, sau đó sẽ tìm ra người thua cuộc. Người thua cuộc sẽ bị vả một cái, chỉ vả một cái đâu chứ không phải là thi vả nhá. Căn bản là thấy mấy anh nước ngoài, mấy anh vả kiểu như là hay quá. Vì vậy mình cũng muốn thử xem để cảm giác xem người vả mới cảm giác bị vả là như nào ấy. Nói chung là đây là clip thí nghiệm để xem là lực vả mạnh như thế là nó sẽ con người sẽ như nào ấy. Vả cứ để vả vào mõm thế này nhỉ, nó đau lắm ấy nhỉ. Vỡ mũi gặp đam bí ơi, ai chặt đứt khúc gỗ này trước là người đó sẽ chiến thắng và người thua sẽ bị vả, vì không ai muốn bị tát ấy. Vì vậy là phải có cuộc thi đấu này để tìm ra người thua cuộc, chứ làm gì ba anh em làm gì có ai nhận bảo là bị tát đâu, toàn nhận được tát thôi. Vì vậy chúng tôi mới phải thi đấu một trò chơi này để tìm ra người bị tát nhá. Ok nhá, 3, 2, 1 bắt đầu. Búa đã gãy rồi. Anh có được gãy nữa. Còn con cục sao ấy? Anh có đập phải không? Điên à? Kia vẫn đập chứ. Gãy đâu? Ui. Vậy là mới nhảy là người thua cuộc. Gãy đâu đây? Vậy là mới nhảy là người thua cuộc, mới nhảy sẽ bị vả. Ok, anh Côn sẽ là người vả. Nhưng em sợ anh Côn vả nhẹ lắm. Vả mạnh. Cố gắng lên. Có mồm đấy. Vinh ơi, cố lên, không sao Vinh ơi, cố lên. Đau lắm. Không đau đâu, mày thấy mày thấy các anh ấy vả, mày nhìn trên màn hình này, mày thấy vả các anh vả thế này, có ai làm sao đâu. Mày anh thấy gọi là cô ấy rồi. Có võ à? Có gì phải, có gọi là thi đấu, gọi là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp rồi. Thế anh em mình cũng là chuyên nghiệp mà gì nữa. Anh em mình là quá chuyên nghiệp đi. Anh em mình có chuyên nghiệp gì đã đi vả bao giờ đâu, biết. Thế thì anh mới phải làm clip này để anh em mình test để thử xem là người vả tỉa lêu cậu nghĩ xem là sướng không, xem như nào, hiểu không? Tức là anh em mình coi clip này clip thí nghiệm vả chơi trò đấy, hiểu không? Vả vào má không sao được. Thế thì người ta mới cuộc thi vả chứ, nếu mà vả vào mà người ta ảnh hưởng làm sao, người ta không thi đấu thật. Thế mà người ta thì em thấy em bảo là người ta có kinh nghiệm rồi. Không, bọn mình kinh nghiệm hơn, yên tâm. Nào, Vinh ơi, không sao đâu. Cùng lắm là cùng lắm là gãy 2-3 cái răng thôi, ok. Có chơi có chịu nào. Chơi khác đi. Không chơi khác. Thì lần trước tôi cũng có một clip tôi bảo là đủ 100.000 like chúng tôi sẽ thi vả. Nhưng mà cái thi vả nó hơi bạo lực, vì vậy là không thi vả nhá. Chỉ vả một cái thôi. Nói chung là hôm nay chơi vui để test vả một cái xem như nào thôi. Giờ cảm giác cái thế nào ý? Thằng này tối rồi. Vừa thôi đi. Đâu sợ lắm. Sợ. Mồ hôi này đó thì chơi thì ôi ôm. Ôi da. Nhắm mắt vào, gồng mặt lên. Thế là anh vả cho nó đau nhá. Anh vả nhá, anh Côn, mày sợ đau sao? Mày sợ anh Côn gì? Đây anh vả cho nhẹ. Anh vả tay anh biết chỗ anh vả rồi, đừng có anh vả cho đỡ sợ. Nào. Đó, đau quá. Không sao. Vinh cứ sợ để tôi vả cho nó đỡ sợ. Không sao Vinh, yên tâm. Ai sợ? Nào. Không vỡ mồm được, để cứ sợ. Nếu mà vỡ mồm thì các anh nước ngoài các anh không mời chơi. Chơi mà cứ gãy hàm thì ai chơi thật, không chơi đi không sao đâu. Anh vả nhẹ chưa, anh quay trên này anh vả thôi. Cảnh báo, không nên làm theo dưới mọi hình thức. Clip được thực hiện bởi các chuyên gia.
mong mọi người không nên làm theo. Nhắm mắt vào, không nhắm vào, không nhắm, tắt luôn nhá. Ui ôi, đuối. Ngồi nghỉ uống nước, lấy anh con lấy nước cho nó. Lấy nước cho nó.